Hello, xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình thấy ở bên Mỹ nó có một cái chuyện rất là mắc cười các bạn. Đây là cái bình giữ nhiệt đang làm mưa làm gió hổm rài. Các bạn thấy là những cái người này sắp hàng đi mua. Cái thằng này chắc nó mua nó không trả tiền các bạn, nó bị người dân chặn lại. Nhưng mà trên tay nó vẫn cầm được cái cúp. Đây là chợ Target. Ú, một thằng định vô ăn cướp. Ăn cướp cái gì không ăn cướp, ăn cướp cái ly các bạn ơi. Đây là cái ly đang làm mưa làm gió hổm rài. 49 đồng 99 các bạn. Đó, người dân sắp hàng để mua cái ly. Rất là hào hứng. Cái ly này nó thật sự là cũng bình thường thôi mà. Nhưng mà nó được là sản phẩm limited. Các bạn thấy là trong một vụ hỏa hoạn, một cô gái đã đăng lên TikTok là cái ly này sau khi cháy thì cái ly vẫn bình thường các bạn. Thì công ty Stanley nhân dịp này đã cho ra một sản phẩm limited đang làm mưa làm gió. Đó, người dân đang đổ xô đi mua. Công ty này á, họ chớp thời cơ các bạn. Các bạn nhìn chiếc xe nó cháy rồi, nó cháy banh tà lông luôn. Nhưng mà cái ly nó vẫn bình thường các bạn nhìn nè. Đu. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ công ty nó đang lăng xê cái sản phẩm này. Công ty Stanley nó đang lăng xê cái sản phẩm này. Đó chính là chiếc ly giữ nhiệt. Cái bình này nó đang làm mưa làm gió ở chợ Target. Nó không bán nơi nào khác các bạn. Bây giờ những cái người dân người ta mua xong người ta bán lên eBay và Amazon với giá là 299 các bạn. Mắc gấp 6 lần cái bình này nếu mà các bạn vô mua ở chợ Target á. Đó, chỉ có 49 đồng 99 thôi. Nhưng nếu như mà các bạn mua ở trên Amazon và eBay bây giờ nó đang bán là 200 mấy và có nơi bán là 500 mấy. Có những người họ mua cho con gái của họ các bạn. Thiệt là đua đòi quá các bạn ơi. Đó, bây giờ người Mỹ họ đứng sắp hàng các bạn. Đó, trời, cô bé này đem theo ghế. Người Mỹ đứng sắp hàng để mua cái ly này các bạn ơi. Đó, bây giờ anh này anh vô anh lấy. Lấy mà không trả tiền. Ồ, chặn nó lại. Bây giờ cái này nó rất là mắc các bạn nhé. Thì các bạn biết không, người Mỹ á, bữa nay họ sắp hàng ở trước cái chợ Target các bạn để mua một cái ly giữ nhiệt đá có hiệu là Stanley. Thì các bạn biết không, nếu như mà các bạn lên mạng á, thì các bạn sẽ coi được một cái video là có một chiếc xe bị cháy các bạn. Thì cái chiếc xe này nó bị cháy rụi luôn. Nhưng mà ở trong chiếc xe đó nó có một cái bình giữ nhiệt của hiệu Stanley. Thì cái bình này nó không bị cháy mà nó còn có đá trong nữa các bạn. Thì qua cái video này, cái công ty Stanley này nó được giống như là quảng cáo miễn phí các bạn. Quảng cáo miễn phí có nghĩa là cái bình giữ nhiệt Stanley này nó rất là bền, không chống cháy hiệu quả. Các bạn biết một chiếc xe mà nó cháy trụi lũi luôn mà cái bình này nó không bị gì các bạn. Để cho các bạn nào mà chưa biết cái bình Stanley này là cái gì, đây là một cái bình giữ nhiệt các bạn. Cái bình này rất là nổi tiếng, nó giống như là bình thủy hồi xưa mình ở Việt Nam mình hay xài đó. Cái công ty này nó rất là nổi tiếng lâu đời các bạn. Thì hồi xưa những cái bình thủy mà nước nóng mà cho mấy bà đi đẻ đó, thì cái công ty này là chuyên chế tạo bình thủy các bạn. Nhưng mà nó chưa thật sự nổi tiếng và đột phá cho tới ngày hôm nay các bạn. Bữa hôm nay dân chúng sắp hàng để chỉ mua một cái ly thôi. Nó thật sự thì bữa hôm nay công ty này mới là đột phá các bạn nhé. Mặc dù công ty này đã tồn tại rất là lâu rồi, nhưng mà những sản phẩm họ đưa ra cũng chỉ bình thường thôi. Cho tới ngày hôm nay họ tung ra một sản phẩm limited màu hồng và màu đỏ. Dân chúng phải sắp hàng đi mua các bạn ơi. Đó chính là một cái bước ngoặt nhảy bật của công ty này. Các bạn thấy chưa, bữa hôm nay công ty này được nổi tiếng khắp thế giới các bạn ơi. Thì cái công ty Stanley này á, nó được một fan gọi là bốc phốt quảng cáo miễn phí các bạn. Đó, thì nhân dịp cái cơ hội mà cái TikTok tụi nó share nhau cái đoạn video clip này đó, nó đưa cái công ty Stanley này lên đó. Dân Mỹ kéo nhau vô mua các bạn, người thì mua 2 ly, người thì mua 3 ly. Bây giờ cái cửa hàng này nó ghi là mỗi người được 2 ly thôi, limit 2 per person các bạn. Bây giờ họ dẫn con họ theo luôn là họ mua được 4 ly, mỗi người 2 ly, họ dẫn con họ theo, mỗi người được 2 ly là 4 ly các bạn. Họ gì họ bán, họ vẫn có lời nha các bạn, bây giờ họ đăng lên mạng họ bán. Các bạn thấy chưa, màu đỏ và màu hồng cho lễ tình yêu. Lý mịch 2 người, 1 người 2 ly các bạn ơi. Bây giờ đó mấy đứa bé cũng vô mua luôn. Cái này nó không giới hạn độ tuổi, nhưng mà nó chỉ bán cho 2 ly mỗi một người thôi nha. Bây giờ mua 4 ly đem lên mạng bán, mỗi ly 500 vẫn có lời các bạn. Đúng là kiếm tiền nó dễ thì thôi luôn á. Các bạn nhìn kìa, một cơn sốt ly. Cái công ty này tự nhiên được lăng xê miễn phí các bạn. Trời, hồi các xưa bạn người ta sắp dân hàng Mỹ để mua nè, iPhone, người ta bán gà, lại chiếc lời. Bữa hôm nay dân họ Mỹ sắp hàng để mua cái chiếc ly giữ nhiệt. Ngủ nè, xong có người có người dân liều. Đó, các bạn thấy không, người ta đem ghế nè, đem mền nè, ở bên ngoài rất là lạnh các bạn. Các bạn thấy không, cái ly này nó chỉ bán ở chợ Target thôi nha. Mình nhắc lại là chợ Target thôi, những cái chợ nó khác không có bán. Và đây là hàng limited các bạn, có nghĩa là sau đợt này rồi nó sẽ không có hàng. Và cái giá nó sẽ đẩy lên rất là nhiều. Cho nên những người nào mua được ly này đó, họ bán ra một cái 500, họ vẫn lời.
giờ này không ngủ đi làm gì, 49 đi đi chạy, nhưng chỉ mà để mua cái ly thôi. 100, tại vì bây giờ cái chợ này nó lý mật là hai người, mỗi người hai cái các bạn, cho nên nếu mà đi một mình đó thì chỉ mua được hai cái thôi. Nếu mà kéo cả nhà đi sẽ được mua nhiều hơn các bạn nhé. Ngồi cả tiếng đồng hồ nó thực sự là chắc là cũng chịu không nổi. Cái ly này cũng bình thường, cái ly này thật sự cũng bình thường thôi. Có gì đâu mà sốt, nhưng như đâu có những người họ mua để họ bán lại, cho nên họ quyết tâm là phải mua bằng được cho cái ly này nha các bạn nhé. Trời, còn những người mua làm lỗi kinh nghiệm thì cũng được. Còn những cô gái này, mình nói là những cô gái này đi săn cái ly mà hồng các bạn ơi. Cô gái Mỹ, cái tình yêu sắp tới, mấy cô gái này họ hay thích chiếc ly mà hồng lắm. Chắc mới coi phim Barbie pin xong, bây giờ mấy cô gái này sắp hàng đi coi một hàng, con gái không bạn, 90 nói chung là 100 người khách. Rồi bây giờ vô đây nữa. Đó, bây giờ các bạn phải đi vô đây để mua được cái ly màu hồng các bạn. Quá trời. Công ty Stanley này nó mới ra một cái phiên bản gọi là Limited Edition các bạn. Thì cái ly này cũng là như bao cái ly bình thường khác, nhưng mà bữa hôm nay nó ra một cái phiên bản màu hồng và màu đỏ cho lễ Valentine tình nhân. Và chỉ có ở chợ Target bán thôi nha các bạn. Là chỉ có ở chợ Target bán. Và cái này nó gọi là Limited Edition, có nghĩa là chỉ bán số lượng có hạn thôi. Thì ngay lập tức các bạn, dân Mỹ họ chen nhau, họ đổ xô đi mua. Các bạn biết không, giống như bây giờ á, các bạn thấy cái ly này của mình nè. Cái ly này của mình là cái ly bình thường thôi. Không phải. Cái ly này chỉ có $1 thôi các bạn. Cái ly Stanley á, cái giá bình thường của nó là 30 mấy $40. Nhưng mà bữa hôm nay cái phiên bản Limited Edition á, là cái giá khởi điểm của nó ở chợ Target bán á, là $40 các bạn. Là ở chợ này bán nha, nhưng mà đó là phiên bản giới hạn Limited các bạn nhé. Thì có những người họ đã đi mua rồi, họ đi mua các bạn, họ đi mua 4-5 cái luôn. Họ để lên mạng eBay các bạn, họ để lên mạng eBay bán. Các bạn biết không, cái giá nó dao động từ $200 cho tới $500. Các bạn thấy không, họ vô chợ Target họ mua 5-6 cái. Thì ở chợ Target á, lúc đầu họ cũng chỉ tưởng là cái ly đi bình thường thôi, bán 40 mấy $50, chắc không có ai mua đâu. Ai ngờ nó bùng nổ lên một cơn sốt các bạn. Bây giờ người dân Mỹ họ sắp hàng, họ đi mua. Có nhiều người họ mua về, tại vì đây là phiên bản giới hạn. Có nhiều người họ mua về để họ đem lên mạng họ bán lại. Bây giờ các bạn lên mạng Amazon, các bạn bấm vô cái ly Stanley Cup á, mà gọi là phiên bản Limited Edition á, nó có giá lên tới $400-500 cho một cái ly các bạn. Trong khi cái chợ này nó bán có $44, tính luôn thế là gần $50 các bạn. Thì các bạn thấy luôn, dân Mỹ họ đua trend các bạn. Giống như là bây giờ các bạn thấy những người dân mà họ đứng sắp hàng á, có nhiều người họ đứng sắp hàng, thì các bạn thấy là trời, mấy đứa này nó bị khùng sao trời, cái ly thôi mà có cần làm gì không. Nhưng mà các bạn biết không, cái thời điểm chín mùi là cái thời điểm này, có nhiều người họ đứng họ sắp hàng, họ mua 5-6 cái ly, họ đem lên mạng họ bán thì họ dẫn lời các bạn. Giống như bây giờ các bạn thí dụ đi, các bạn mua 4 cái ly đi, mỗi một cái ly là $44 đi, các bạn mua 4 cái, 4 × 4 là nhiêu, 4 × 4 là nhiêu, $160 đúng không. Nhưng mà các bạn lên mạng các bạn bán trên Amazon $500 một cái, $500 một cái. Thí dụ có người mua thì sao? Thí dụ có người mua thì sao? 4 cái này $500 một cái thì các bạn kiếm được 2,000+ rồi. Trong khi đó các bạn bỏ ra có nhiêu? 160 à. Các bạn lời đúng không? Thì đó chính là lý do tại sao có nhiều người họ đứng họ sắp hàng, họ đứng họ sắp hàng các bạn nhé. Bây giờ nó nhiều khi nó tăng lên giá còn $600 một cái nữa các bạn nhé. Cho nên các bạn đừng nói những cái người họ đứng sắp hàng họ bị khùng các bạn. Tất cả những cái người này họ làm việc đều có lý do. Có những người họ thích cái ly Stanley Cup này, họ thích cái màu hồng, họ thích cái màu đỏ này. Đây là phiên bản giới hạn, nó sẽ không có những nơi nào khác có hết các bạn nhé. Cho nên họ thích, họ mua, đó là lý do họ phải mua cho bằng được cái ly này. Còn có nhiều người họ đứng, họ sắp hàng, họ mua tại vì họ biết được là tôi mua về vài bữa nữa cái này nó bùng ra đó, là tôi sẽ bán được kiếm lời. Các bạn thấy không, thì sau cái đợt bán này ở chợ Target đó, thì nó sẽ không bán nữa. Và cái hàng này nó trở thành hàng hiếm bạn. Có thể có nhiều người họ sẽ muốn cái ly này, họ sẽ sẵn sàng trả $500 để mua được cái ly này. Đó các bạn thấy không. Thật ra đó, cái ly này nếu như mà các bạn mua ở bình thường á, nó cũng chỉ là một cái ly bình thường thôi các bạn, nó chỉ là một cái ly đá thôi. Nhưng mà cái phiên bản này là phiên bản Limited. Các bạn cầm cái đường các bạn uống á, người ta sẽ biết là ô cái ly này là phiên bản Limited các bạn. Dân Mỹ họ giống như là họ rất là thích đua trend các bạn. Họ thích là đua trend. Thì cho nên khi mà các bạn coi video clip này á, các bạn thấy những cái người mà họ đứng sắp hàng ở ngoài chợ á, các bạn đừng có tưởng họ khùng, họ không khùng đâu. Họ đang kinh doanh đó các bạn.
Bây giờ các bạn thử suy nghĩ đi, nếu như mà họ mua cái ly này đi, bữa hôm nay họ mua được 4 cái, 5 cái đi, với giá là 44 đô la một cái. Bây giờ họ bỏ lên Amazon, eBay, họ bán 500 đô một cái. Tổng số tiền họ bỏ ra là 160, nhưng mà tổng số tiền họ thu về có thể gần 3.000 đô la. Gần 3.000 đô la các bạn. Trừ qua trừ lại thì họ vẫn lời được 2.900 đô la. Các bạn có hiểu không? Các bạn đừng nói họ khùng, các bạn đừng nói họ khùng. Họ đã chịu đứng trước cửa, họ đã chịu đứng trước cửa sắp hàng chờ đợi. Thì đây là phiên bản Lý Bình Tình các bạn nhé. Cho nên á, khi mà nó không bán nữa, có nghĩa là các bạn sẽ không tìm được ở bất cứ chợ nào. Các bạn có thể mua qua hình thức là người ta bán lại thôi. Nhưng mà các bạn biết không, những cái ly này á, mà mình nói với các bạn á, nếu như mà người ta mua về á, mà người ta chưa mở hộp ra, chưa bóc tem ra luôn á, cái còn nguyên siêu luôn á, là nó cái giá nó càng cao, có nghĩa là chưa qua sử dụng nha. Đó, bây giờ trên Amazon, trên eBay, tất cả những cái trang mạng điện tử là bây giờ họ đăng lên bán với cái giá là 500 đô các bạn, 500 đô cho một cái ly. Trong khi đó những cái người mà sắp hàng ở ngoài chợ á, họ bán là nhiêu? 44 đô la. Đó, các bạn coi video clip á, các bạn thấy những cái người này họ sắp hàng á, ở dưới cái trời lạnh á, các bạn tưởng họ khùng, không phải đâu, họ khôn lắm bạn. Tại vì họ biết được họ sẽ kiếm được lời cho nên họ mới đứng sắp hàng. Okay. Các bạn với người Mỹ họ rất là thông minh các bạn. Các bạn đừng tưởng họ tào lao nha. Họ rất là thông minh. Các bạn biết không, mấy cái đứa bé Mỹ á, tụi nó rất là đua đòi các bạn. Tụi nó sẵn sàng bỏ 500 đô cho một đôi giày. Các bạn tin không? Tin đúng không? Họ sẵn sàng bỏ 700 đô cho một đôi giày các bạn. Thì bữa hôm nay cái ly này cũng vậy. Tụi Mỹ á, tụi nó thích á. Không là ba mẹ tụi nó mua. Các bạn biết không, bây giờ ví dụ như có một đứa bé Mỹ đi, tụi nó thích cái ly Stanley Cup màu hồng đi nha, mà bây giờ hết hàng đúng không? Thì họ thấy trên Amazon bán 500 đô, họ cũng phải mua cho bằng được cho con họ. Các bạn thấy không? Bây giờ các bạn mấy ông tụi Mỹ tụi nó nuông chiều con lắm. Bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ mấy cái đứa bé mà tụi nó muốn mấy cái ly này đúng không? Mà bây giờ hết hàng rồi. Họ phải lên Amazon, lên eBay mua thôi. Mà bây giờ lên eBay, Amazon mua nhiêu? 500 đô mua không? Cũng phải mua thôi. Bây giờ con mình thích quá rồi, sao bây giờ? Thấy không? Đó, bây giờ phải mua thôi. Đó là lý do tại sao những cái người Mỹ này họ hy sinh, họ chấp nhận sốc hàng để mua được cái ly Stanley Cup này. Còn nhân lì á, thôi mắc lắm các bạn ơi. Tôi uống cái ly đô la được rồi. Cái ly đó 44 đô la mắc quá. Cái ly đó 44 đô la, nó mắc gấp 44 lần cái ly này của mình. Cái ly này của mình có 1 đô la các bạn, mình uống. Mặc dù nó không có giữ đá thiệt, nhưng mà thôi kệ đi. Bởi nhiều khi mình thấy dân Mỹ nó cũng mắc cười đó bạn. Nhưng mà không sao, họ làm như vậy để thúc đẩy thị trường, thúc đẩy kinh tế các bạn. Nó làm cho kinh tế Mỹ nó trở lại. Người dân Mỹ phải chịu xài tiền mới được các bạn ơi. Chứ bây giờ nếu mà người dân Mỹ mà không chịu xài tiền á, là kinh tế nó xuống lắm. Thì bởi vì có những cái đợt vậy bạn, người dân Mỹ họ mới chịu xài tiền, họ mới chịu tung tiền ra các bạn. Tung tiền ra không, kinh tế Mỹ nó mới lên các bạn nhé. Đó là cái video bữa hôm nay. Các bạn coi nó có thú vị thì bấm like, subscribe và share cái video này nha. Phá cho ngành nail, Li K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm: Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Li K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.